Sáng nay ngày 4 tháng 9 năm 2012, những người dân ở xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi trở về nhà sau một đêm tìm nơi ẩn nấp vì nghe tin đồn có sóng thần. Nhiều người vẫn chưa hết nỗi bàng hoàng, có nhiều người còn mang theo hành lý, mì tôm và tiền bạc trước khi rời nhà chạy đi lánh nạn. Biết đâu thì nghe họ nói hôm trước đi xe chứ đâu biết cái đâu. Nghe họ nói sao rồi cũng chạy. Thấy dân họ chạy mình múc trước mình chạy. Đóng súng thằng đây biết đâu đi. Nghe động đất gì tùm lum ấy. Không có tay họ đi bộ rồi thấy đi bộ đại mua cho mình có tay không lẽ mình không đi. Tin sóng thần được lan truyền tại xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa từ lúc 23 giờ đêm qua 3 tháng 9. Trong đêm tối, tất cả già trẻ trong làng huy động mọi phương tiện, kể cả thúng chai để vượt sông chạy sang bờ bên kia. Nhiều người đã sơ tán lên tận thành phố Quảng Ngãi, cách xa gần chục km để lánh nạn. Mặc dù chính quyền đã thông báo trên các phương tiện truyền thông là tin có sóng thần chỉ là tin đồn thất thiệt và đưa lực lượng đến thuyết phục ngăn cản, nhưng nhiều người vẫn không nghe. Tới thì chạy sóng thần, chạy bủa thôi chứ tôi biết có đột nổ đâu. Chạy miếng này kia mà chạy miếng núi, thì họ chạy mình chạy chứ sao chạy điếc hồng. Thì gia đình cô 4-5 người đó chạy. Chính quyền địa phương đang tiếp tục tuyên truyền vận động để người dân yên tâm sinh sống. Cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ngãi đang vào cuộc điều tra về thông tin thất thiệt này xuất phát từ đâu.